Ở video này, Tùng sẽ hướng dẫn anh chị em cách lồng tiếng vào video bằng phần mềm CapCut trên điện thoại. Nào, chúng ta cùng thao tác trên điện thoại nhé. Các bạn vào CapCut, nếu ai chưa có thì tải về các bạn nhé. Đây, logo CapCut đây. Chúng ta bấm vào. Bấm vào dự án mới. Mình sẽ lựa chọn một video mẫu. Ví dụ một cái video hôm trước mình quay về cái mic Saramonic này đi. Hôm đấy quay hướng dẫn về cắt ghép và hiệu ứng chuyển cảnh đúng không ạ? Rồi bấm vào, chúng ta bấm vào thêm. Rồi video này chưa có âm thanh cũng như là chưa lồng tiếng. Vậy thì mình sẽ lồng tiếng và chèn âm thanh vào luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ lựa chọn một cái âm thanh nhạc nền đi. Với cái tiết tấu mà nó chậm chậm như thế này thì chắc là mình sẽ lựa chọn một cái bản nhạc nền nó nhẹ nhàng. Nào các bạn cũng vẫn bấm vào âm thanh nhá, thêm âm thanh. Bấm vào nút âm thanh bên dưới. Rất là nhiều các tiêu đề nhạc khác nhau, chủ đề nhạc khác nhau, các bạn cứ lựa chọn nhạc nào các bạn thích. Các bạn lên chọn thêm nhạc nền vào để chúng ta lồng tiếng thì cái giọng của mình nó sẽ bớt đơn điệu hơn, nghe nó sẽ cuốn hút hơn nhá. Mình sẽ chọn một cái đoạn nhạc nền nào đấy nhẹ nhàng. Ví dụ trong vlog thì chẳng hạn. Nghe thử nào. Đây, ví dụ này đi. Đấy, Lazy Sunday. Rồi, bấm thêm vào. Nghe thử nào. Rồi, ok. Cũng tạm ổn đấy. Rồi, thử cái nhạc nền này nhá. Và mình chỉ lấy đến đây thôi. Vậy nên mình sẽ cắt cái video, cắt cái đoạn âm thanh này chỉ lấy đến đấy. Bấm vào tách. Bấm vào cái đoạn âm thanh mà mình xóa đi. Bấm vào xóa. Rồi, cái outro của CapCut này, xóa nốt. À, rồi. Rồi, ok. Nghe lại nào. Ok. Vì lồng tiếng, thế nên là mình sẽ cho cái nhạc nền này nó bé thôi. Volume độ khoảng tầm 20 đến dưới 30 là vừa nhá. Các bạn chạm vào âm thanh. Bấm vào âm lượng cho mình này. Rồi, các bạn kéo cái thanh này xuống tầm 20, 21 đi, 22 này. Rồi, tầm chắc là tầm 10, tầm 20 đi. Ok. Mình đã chèn nhạc nền vào trong cái video này. Và bây giờ mình sẽ lồng tiếng nhá. Yêu cầu là để lồng tiếng mà để nó trôi chảy hơn, trơn tru hơn và đỡ tốn thời gian cho các bạn thì các bạn hãy viết cái lời ra nhé. Trước khi mà muốn lồng tiếng vào video nào thì các bạn hãy viết lời ra. Và lời khuyên là dành cho các bạn là không nên đọc theo. Bởi vì khi đọc theo cái lời đấy, nó sẽ có cảm giác là mình đang đọc thuộc. Cái âm điệu ấy, cái ngữ điệu nó sẽ không được tự nhiên. Thì mình vẫn cứ hay viết ra và mình đọc thuộc theo. Mình đọc thuộc và mình không đọc trên cái tờ giấy đấy nữa. Thế nên là mình có cái cảm xúc ở trên cái giọng đọc của mình. Đó nhá, các bạn lưu ý cho mình nhá, là hãy ghi những cái lời mà các bạn sẽ lồng tiếng vào trong cái video và cố gắng là học thuộc và đọc là tốt nhất. Nếu không thì đọc theo giấy cũng được, nhưng cố gắng đọc có cảm xúc một chút nhá. Cái này là yếu tố luyện tập rồi. Cứ luyện tập nhiều chúng ta sẽ có cái giọng đọc tốt, cái giọng đọc giọng lồng tiếng tốt nhá. Rồi, để lồng tiếng thì các bạn nhìn trên video, nhìn trên điện thoại của mình này. Các bạn back lại nào. Đó, các bạn có cái biểu tượng ở bên dưới này, âm thanh, hiệu ứng đã trích xuất và lồng tiếng. Thì các bạn bấm vào cho mình chữ lồng tiếng nhá. Rồi, khi mà các bạn bấm giữ cái nút màu xanh như này, bấm giữ nút màu xanh như này thì trên CapCut sẽ tự động ghi âm cái tiếng mà các bạn lồng tiếng vào. Đó. Ok, và một cái mẹo nhỏ để khi các bạn lồng tiếng được âm thanh tốt nhất. Cái này là lồng tiếng trực tiếp trên điện thoại nhá, không cần dùng mic. Với cái điều kiện mà các bạn ở trong cái phòng kín giống như mình này, phòng kín thôi, ví dụ phòng ngủ cũng được hay phòng nào mà tĩnh lặng thì các bạn khỏi cần dùng mic.
Đấy, dùng thu trực tiếp luôn trên điện thoại cho mình cũng được. Thì nó cũng đạt được cái yếu tố chất lượng, nó cũng được khoảng 80% đấy. Đấy, nhưng mà có mic thì vẫn là tốt nhất nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ lồng tiếng trên điện thoại. Và cái mẹo để mà lồng tiếng tốt ấy thì các bạn hãy như này. Rồi, các bạn hãy cầm điện thoại. Mic điện thoại thu thì nó sẽ ở cái đoạn dưới này đúng không ạ? Mic thu nó sẽ ở dưới này. Thì các bạn sẽ thu cho mình cái khoảng cách từ cái mic trên điện thoại đến miệng của mình, nó sẽ rơi vào khoảng từ 15cm đến 20cm thôi. Tầm này các bạn nhìn này. Tầm này các bạn nhé. Đấy, nếu như các bạn nói thầm, nói nhỏ thì các bạn có thể gần hơn một tí. Nếu mà các bạn thích với cái giọng trầm ấm mà du dương thì các bạn cũng cho sát hơn một tí. Đấy, nhưng mà đừng nói to quá nhé. Nói to quá nó sẽ bị rồ. Đó. Mình thì kinh nghiệm của mình thì mình cứ để trong cái tầm như này, bởi vì mình cũng hay nói to mà, thì cái tầm 20cm như này là hợp lý. Còn trung bình thì cứ 15cm là ok nhá. Đó. Và bây giờ mình sẽ lồng tiếng vào trong cái video giới thiệu về cái mic Saramonic này nhá. Đó, và mình sẽ tìm một cái lời nào đó. Tìm một cái lời nào đó sẵn ở trên mạng đi. Để mình lồng vào đây nhá, làm mẫu cho anh em. Mình sẽ cố gắng đọc cái đoạn này, đọc cái đoạn mẫu ở trên mạng như này vào để nó khớp với cái thời lượng. Nó có 15 giây thôi. Có 15 giây thôi. Thế nên là mình sẽ đọc khớp với tầm 15 giây. Chúng ta hãy bấm chạm vào cái nút màu xanh nhé. Bấm chạm vào cái nút màu xanh và bắt đầu ghi nào. Saramonic Blink 500 Pro là thế hệ tiếp theo của siêu phẩm Blink 500. Tuổi thọ pin dài hơn, phạm vi thu phát sóng xa hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn. Đó, ví dụ nhá. Nào, ok. Mình đã thu xong và bây giờ bấm lại để nghe nào. Saramonic Blink 500 Pro là thế hệ tiếp theo của siêu phẩm Blink 500. Tuổi thọ pin dài hơn, phạm vi thu phát sóng xa hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn. Đó, thôi ví dụ vậy thôi nhá. Thì hay hay không hay thì anh em thông cảm. Đó, sau khi ghi âm xong rồi thì các bạn hãy bấm vào cái dấu tích V này ở góc dưới bên phải màn hình này để hoàn thành cái file ghi âm của mình nhé. Bấm vào đây. Ok, đã xong. Hiện tại là đang có hai cái file âm thanh đúng không? Bên trên là âm thanh nền của video mà mình lúc nãy mình chèn vào đúng không? Và bên dưới cái file nó ghi là lồng tiếng đây, màu xanh lá cây bên dưới. Do là mình đọc quen, mình lồng tiếng nó quen rồi, thế nên là mình đọc có vẻ 1-2 lần là ngon ngay. Thế nhưng mà anh chị em lần đầu tiên lồng tiếng ấy thì sẽ có cái trường hợp mà khi mà mình đọc có vẻ đọc bị ngọng này, mình đọc bị quên này, hay là bị quên lời này, hay đọc bị vấp gì đấy, thì các bạn cứ ghi đi, cứ ghi tiếp, đọc và ghi tiếp, và có những cái khoảng nào nó sai thì mình cắt nó đi. Đó. Còn không ấy thì cứ luyện tập hàng ngày, mỗi ngày làm một vài video thì sau tầm khoảng nửa tháng là các bạn thấy nó khác ngay. Đó. Ok nhá, thì mình đã lồng tiếng xong cái file ghi âm của mình cộng với âm thanh nhạc nền vào trong cái video này rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ xuất file ra, thế là xong nhá. Bấm vào ô này. Xuất file ra. Ok, và chúng ta hãy thử xem cái video mà mình lồng tiếng cái bài mẫu bài test là như thế nào nhá. Saramonic Blink 500 Pro là thế hệ tiếp theo của siêu phẩm Blink 500. Tuổi thọ pin dài hơn, phạm vi thu phát sóng xa hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn. Cũng tạm ổn đấy đúng không anh em nhỉ? Đó, mới tập đọc có 1-2 lần thôi, luyện vài lần mượt ngay ấy mà. Rồi, thì trong video này thì Tùng đã hướng dẫn anh em cách chúng ta lồng tiếng này, kèm theo cả chèn âm thanh nhạc nền vào nữa, thì cực kỳ là dễ dàng và đơn giản. Có điều là anh em hãy cố gắng luyện tập nhiều. Cái cách để chúng ta có một cái giọng nói hay mà lồng tiếng nó thật là trơn tru, truyền cảm hứng mà thật là dễ nghe ấy, thì chỉ có mỗi cái là ngày nào cũng làm, ngày nào cũng lồng tiếng, cũng luyện tập, thì sau thời gian thì chúng ta sẽ lên thôi. Thì Tùng ngày xưa cũng vậy, đứng lên trước ống kính thì cũng nói ngọng rồi nói mãi không ra câu nào cả. Thì để được như ngày hôm nay thì cũng phải luyện tập. Vậy nên lời khuyên dành cho anh em là hãy luyện tập nhá. Luyện tập phát âm lồng tiếng hàng ngày để chúng ta có cái giọng nói tốt hơn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc mừng
mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng. Và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.